Chào các bạn, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn tìm hiểu về JavaZip. Thì đây là bài số 1 ha. Và để theo dõi được bài này, các bạn cần phải vào kênh YouTube Tủ Sách Vàng của mình, xem lại cái video cài đặt GitHub trong lập trình ha. Đó, mình sẽ xem lại cái video là lưu trữ và chia sẻ mã nguồn trên GitHub đây. Ok. Rồi, tiếp theo mình vào trang github.com. Đó, các bạn sẽ đăng nhập tài khoản trên trang GitHub ha. Rồi các bạn sẽ vào trang cá nhân của mình là Đại Ma Trung. Mình vào cái repository Tủ Sách Vàng, nhấp vào log, open in desktop. Ok. Đó, nhấn vào log again ha. Đó, sau đó mình sẽ mở nó lên bằng Visual Code Studio. Đó, các bạn sẽ vào bài số 1, mở cái file demo 01 lên. Rồi, mình sẽ chia cái màn hình này ra làm hai phần ha. Một phần là Visual Code, các bạn nhấn vào nút Windows và mũi tên trái. Đó, rồi một phần là cái trình duyệt. Mình sẽ vào GitHub nè, các bạn chọn repository và mở nó lên bằng Explorer. Rồi mình vào cái bài 01 này, mở cái file demo 1 lên. Ok. Đó, ở đây các bạn nhấp chuột phải chọn Embed. Mình vào Console. Đó, rồi ở đây mình sẽ chọn cái kiểu là xem theo chiều dọc ha. Ok. Đó, vậy là mình có hai cái giao diện, hai cái cửa sổ làm việc, một bên là Visual Code và một bên là trình duyệt để mình theo dõi những cái thay đổi của nó ha. Rồi, thì ở cái file 01 này là một file HTML ha. Ở phía trên là những cái thẻ HTML, thẻ HIP các bạn sẽ để mặc định. Trong cái cặp thẻ body này mình dùng cái thẻ RIP ha. Thẻ RIP đó, mình sẽ khai báo một cái file, một cái thẻ RIP kiểu là JavaZip. Ok, ở đây mình sẽ khai báo một biến int ha. Var nghĩa là variable, biến int mình gắn giá trị cho nó bằng 10. Console.log là mình sẽ in ra cái biến int này. Đó, ở dòng số 12 đây ha, giá trị là 10 đây. Ok, tiếp theo mình gắn int là một cái chuỗi là hello world và in ra console.log x hello world đây ha. Rồi, tiếp theo mình cho x bằng 2.5 và console.log x là 2.5 đây. Đó, cho x bằng true, nghĩa là cái kiểu luận lý ha. Đó, thì in ra màn hình là true. Sau đó cho x bằng null, giá trị rỗng, và in ra màn hình là null. Cho x là một cái mảng gồm các phần tử là 1, 2 và 3, và in ra màn hình gồm có mảng 3 phần tử đây ha. Đó, phần tử nó sẽ index từ 0, 1, 2. Đó, và giá trị của nó lần lượt là 1, 2, 3. Ok, thì ở cái ví dụ này á, là mình sẽ tìm hiểu, mình đang tìm hiểu về biến trong JavaZip ha. Thì trong JavaZip, cái biến của nó có thể thuộc nhiều kiểu dữ liệu khác nhau. Đó, gồm có kiểu số nguyên, kiểu chuỗi, kiểu số thực, kiểu luận lý, kiểu rỗng và kiểu mảng này ha. Ok, rồi mình sẽ qua bài, qua cái file demo 02. Đó, ở đây các bạn sửa lại là 02. Ok,
Thì đây mình cũng khai báo hai cái biến x bằng 1 và y bằng 2. Đó, mình sẽ tìm hiểu về các toán tử trong JavaScript ha. Console.log x cộng y. Đó, thì ở dòng 14 này x cộng y nghĩa là 1 cộng 2 bằng 3. Rồi, x trừ y thì 1 trừ 2 là trừ 1. X nhân y 1 nhân 2 bằng 2 ha. X chia y đó, 1 chia 2 là 0.5. Và 5 chia lấy dư cho 2 là 1. Ok đó. Mình in ra cái dòng này để phân biệt ha, cách ra. Tiếp theo mình sẽ khai báo một biến a gán cho nó bằng 1. Rồi, console log a cộng cộng. Đó, đây là cái phép toán gộp lại ha. A cộng cộng nghĩa là nó sẽ in ra giá trị a trước, sau đó nó mới thực hiện phép toán là a bằng a cộng 1. Đó. In ra giá trị a trước là 1 đây ha. Và nó thực hiện phép toán a bằng a cộng 1 nghĩa là a bằng 2. Tiếp theo, console log trừ trừ a khi mà có dấu có phép toán lần trước nghĩa là nó sẽ thực hiện phép toán trước. Nó khác với ở trên ha, thực hiện phép toán sau. Còn trừ trừ a nó sẽ thực hiện phép toán trước. Đó, thì a bằng a trừ 1. A đang bằng 2 đây, trừ 1 bằng 1. Rồi, in ra giá trị a. Sau đó nó sẽ in ra giá trị a là 1 đây, ở dòng số 24 này ha. Ok. Rồi, tiếp tục. Thì hiện giờ a nó đang bằng 1 ha. Rồi, đây là phép toán này hơi khó. Console log a cộng cộng, sau đó cộng y trừ trừ, sau đó trừ cộng cộng x. Đó, thì ở đây nó sẽ thực hiện cộng cộng x trước ha. X hiện giờ đang là 1, cộng cộng x nghĩa là 2. Sau đó nó thực hiện toàn bộ phép toán này. Đó, thì a hiện giờ đang là 1 ha. 1, y là 2, 1 cộng 2 là 3, trừ cho 2 nghĩa là bằng 1. Đó, đây giá trị 1 ở dòng số 28 này ha. Rồi, tiếp tục nó sẽ thực hiện cái a cộng cộng sau, nghĩa là lúc này a tăng lên 1 nghĩa là a bằng 2. Đây, dòng số 29 a bằng 2 đây. Và in ra x, x 1 cộng cộng x là 2. Ok. Và y đang là 2, y trừ trừ sẽ còn 1. Ok. Đó, thì cái bài toán này nó hơi khó hiểu một tí. Tiếp theo mình sẽ in ra là a bằng 2 ha. Hiện giờ a đang bằng 2 đó, a bằng 2 đây. Rồi, a cộng bằng 2 nghĩa là a sẽ bằng a cộng 2, đây là phép toán gộp lại ha. Đó, a cộng bằng 2. Rồi, in ra a nghĩa là 4 đây. Đó, rồi a trừ bằng 1 nghĩa là a bằng a trừ 1 còn 3 ha. Rồi, a nhân bằng 2 nghĩa là a bằng a nhân 2, 3 nhân 2 là 6. Đó, a chia bằng 2 đó, nghĩa là a bằng a chia 2, 6 chia 2 bằng 3 ha. Ok. Rồi, tiếp tục mình sẽ khai báo một biến n gán cho nó bằng 3. Console log n hiển thị số 3 đây ha. Sau đó thực hiện phép liên hoàn gán 3 m bằng n bằng 2 và in ra n và m là 22 đây. Ok. Rồi, bên dưới này là phép gán có điều kiện cho khai báo một biến o bằng nếu mà n bằng 2 thì gán o bằng 8 ha. Còn nếu mà sai nghĩa là n cắt 2 thì gán o bằng 0. Đó, thì hiện giờ n nó bằng 2 cho nên o nó bằng 8. Hiển thị số O ra màn hình. Ok. Rồi, mình qua bài số 3, demo 03. Ở đây các bạn sẽ sửa lại ha. Sửa lại bài demo 03. Đó. Ở đây mình cho một biến x giá trị là 10 triệu đây. Và nếu x bằng 2 thì hiển thị ra màn hình là x bằng 2. Ngược lại hiển thị ra màn hình x khác 2 ha. Thì đây là cái cấu trúc if L. Đó, x khác 2 đây. Ok. Và bên dưới này là cấu trúc with case ha.
đó, hiện giờ ít là 10 triệu thì nó không thỏa những cái key 123 này thì nó sẽ rơi vào cái default này, hiển thị ra giá màn hình là không hợp lệ. Ok, và mình sẽ sửa lại x bằng 2 thử rồi ha, x bằng 2, sau đó Ctrl S để lưu lại và qua cái trình duyệt này bấm F5 đó, x bằng 2 hiển thị ra x bằng 2 đây. Rồi vào cái cấu trúc width này, x bằng 2 nó nhảy xuống cái key 2 này, hiển thị cái giá trị 2 ra ha, cái chữ 2 này ra. Tuy nhiên ở đây nó không có rip, nó không có rip là thoát khỏi vòng lặp này, nó sẽ nhảy xuống cái key 3, in cái giá trị cái chữ 3 này ra luôn, sau đó rip và thoát khỏi vòng lặp width. Ok, đó, tiếp tục mình sẽ gạch một đường để cắt ra, cây báo một cái mạng A, mạng A gồm có 5 phần tử 1, 2, 3, hello và 5 ha. Đó, thì trong JavaZip này cái mạng nó vừa có kiểu số mà nó vừa có kiểu chữ luôn ha. Ok, mình sẽ cho sử dụng vòng lặp for, cho y chạy từ 0 cho đến 4 ha, nghĩa là y nhỏ hơn 5 á, và y cộng cộng, rồi in ra các phần tử AI. Đó, thì đây nó hiển thị ra 1, 2, 3, hello và 5 ha. Ok, rồi tiếp tục mình muốn in những cái phần tử lẻ thôi đó, thì cho y chạy từ 0 cho đến 5 cho đến 4 á, và y cộng bằng 2 ha, thì in ra gồm có 1, 3 và 5, 1, 3 và 5 đây ha. Ok, rồi tiếp tục cho y bằng 3, ở đây mình dùng cấu trúc vòng lặp là while đó, thì while y lớn 0, nếu mà y lớn 0 thì in ra màn hình là giá trị của y ha, sau đó cho y giảm đi một đơn vị đó, rồi đang y bằng 3 in ra bằng 3 đây, sau đó cho y trừ trừ nghĩa là y bằng 2, quay là vòng lặp while in ra 2, rồi y trừ trừ là còn 1, in ra y trừ trừ nó là 0, không thỏa điều kiện dừng lại ha. Ok, đó rồi bên dưới này là cái cấu trúc vòng lặp do while đó, mình cho y bằng 1, sau đó in ra màn hình là 1 đây, rồi cho y cộng cộng lên là 2, xét điều kiện nếu mà y nhỏ hơn 3 thì quay lại vòng lặp ha, in ra màn hình là 2, rồi y cộng cộng là 3, không thỏa điều kiện nữa thì kết thúc vòng lặp. Ok, đó thì đây là bài đề số 3. Mình mở tiếp bài số 4 lên ha. Đó, ở đây các bạn sẽ sửa lại bài số 4, demo 04. Đó, ở đây mình khai báo cái mạng A gồm có 3 phần tử 123, in ra cái mạng A này. Đó, mạng A gồm có 3 phần tử 123 đây ha. Đó, A.boot4 nghĩa là mình sẽ thêm cái số 4 này vào trong mạng A. Đó, console log A là thêm một cái số 4 vào trong mạng A. Đó, in ra là mạng gồm có 4 phần tử 1234 đây ha. Rồi, và B bằng A bóp ha, nghĩa là lấy cái phần tử số 4 ra, thì lúc này cái mạng A sẽ còn lại, console log A đây thì sẽ còn lại 3 phần tử 123 và B sẽ bằng 4 đây. Ok, rồi A boost 4 nghĩa là thêm 4 vào trong mạng A, A.boost 5 thêm 5 vào trong mạng A, in ra cái mạng A này thì A nó sẽ được thêm 4 và 5 vào trong mạng gồm có 1, 2, 3, 4, 5 đây. Ok, rồi A slide 1, 2 nghĩa là mình sẽ xóa đi bắt đầu từ cái phần tử số 1 và xóa đi 2 phần tử ha. Rồi in ra mạng A đó, thì mạng A hiện giờ nó đang 5 phần tử, phần tử số 1 là cái số 2 này nè, đó mình xóa đi 2 phần tử là 2 và 3 ha, sẽ còn là 1, 4 và 5. Ok, rồi mình qua bài số 5, demo 05. Các bạn sẽ sửa lại đây là 05. Đó, ở đây mình sẽ tìm hiểu về hàm trong JavaZip ha. Đó, ở đây mình sẽ khai báo cái hàm function, hàm đặt tên là cộng x y và return x cộng y ha. Tương tự function hàm trừ x trừ y
hàm nhân và hàm chia. Hàm chia thì mình sẽ xét điều kiện nếu mà y khác không, return là lỗi chia cho không ha, lỗi chia cho không. Ok rồi, ngược lại sẽ return xge đó, và một cái hàm say hello in ra cái câu là hello world. Rồi bên dưới này mình sẽ gọi hàm ha, say hello đó, mình F5 lại đó, hiển thị ra cái câu chào hello world đây. Rồi console log in ra đó, mình sẽ gọi cái hàm cộng 8 với 2 ha, thì 8 cộng 2 bằng 10 đó. Rồi console log trừ 9 và 5 thì 9 trừ 5 bằng 4. Console log nhân 3 với 2, 3 x 2 bằng 6. Console log chia 5 với 2 ha, thì 5 chia 2 là 2.5. và console log chia 5 với 0 thì lỗi chia cho 0 ha. Ok rồi, vậy là video kết thúc ở đây. Các bạn thấy thích video này thì hãy like, share, hãy comment bên dưới để mình trả lời. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.